nắng nóng vẫn sẽ xuất hiện ở nhiều nơi của Nam Bộ vào trưa nay đấy ạ. Theo dự báo thì mức nhiệt cao nhất tại các nơi như là Châu Đốc, Cao Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Phú, Thủ Dầu Một và Biên Hòa ở mức nắng nóng 35 đến 36 độ. Tại Cần Thơ và các nơi khác phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Từ 11 giờ đến 14 giờ là khung giờ nóng rõ nhất. Trong những ngày nắng mạnh và nóng như thế này, ao, sông, hồ, bể bơi là những nơi mà mọi người hay tìm đến để giải nhiệt, nhất là trẻ nhỏ. Nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước đáng tiếc, các bậc phụ huynh cần phải giám sát trẻ kỹ càng khi mà đi bơi, cho trẻ mặc thêm áo phao. Không cho trẻ đến các khu vực nước sâu và đã có biển cấm, nên cho trẻ học bơi sớm để biết khởi động, bơi, nổi trên mặt nước một cách đúng cách. Trưa nắng nhiều là vậy, nhưng mà tới chiều, mây dông lại phát triển gây mưa cho Nam Bộ. Dự báo là mưa vừa và mưa to có thể tập trung chủ yếu ở các khu vực miền Tây Nam Bộ. Mưa dông sau ngày, nắng mạnh sẽ dễ kèm theo sấm sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Với thời tiết tại thành phố Phú Quốc ngày hôm nay, tiếp tục trạng thái là sáng nắng, nhiệt độ cao nhất giữa trưa là 32 độ. Về chiều tối thì sẽ có mưa dông, dễ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Xin được chuyển sang thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, dự báo mưa sẽ nhiều, tầm nhìn xa giảm còn 4 đến 10 km. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Gió cấp 3 cấp 5, độ cao sóng 0,5 đến 2 m.